Với mình, một nụ cười xinh đẹp là một nụ cười tươi, đặc biệt là hàm răng phải đều đẹp, thì khi đó mình sẽ cảm thấy tự tin hơn và mình có một nụ cười hài hòa hơn. Có ba lý do mà mình khiến mà mình chọn Visa Line. Đầu tiên là tính thẩm mỹ cao, bởi vì tính chất công việc mình phải gặp gỡ đối tác, gặp gỡ khách hàng thường xuyên, cho nên mình muốn có một cái phương án giúp mình vẫn cảm thấy tự tin khi đang niềng răng mà không có ảnh hưởng, không xáo trộn gì đến cuộc sống của mình. Lý do thứ hai là không đau, mình không có cảm giác gì khi mà đang đeo niềng răng hết, mình vẫn ăn uống bình thường, thoải mái. Và lý do thứ ba là dễ dàng vệ sinh, dễ tháo lắp cái khay của mình, khiến cho mình là cảm thấy thoải mái hơn trong cái cuộc sống hàng ngày. Điều khiến mình hài lòng nhất trong quá trình sử dụng Invisalign là không đau, bởi vì mình là một người rất thích ăn, cho nên mình muốn có một cái phương án mà có thể giúp mình vẫn tận hưởng những cái món ăn bình thường, cho nên Invisalign rất là dễ dàng tháo lắp ra khi mà mình ăn và cũng như là vệ sinh hàng ngày, và đó là cái thứ nhất. Ví dụ mình thấy các bạn mà niềng những phương án khác á, thì sẽ khá kén chọn món ăn, không phải món nào ăn cũng được. Bởi vì ví dụ như bánh mì chẳng hạn đi, thì nó sẽ dễ dàng dắt vô răng, nó làm cho các bạn cảm thấy không tự tin khi đi ăn bên ngoài chẳng hạn. Nhưng đối với Invisalign thì nó rất tiện lợi, mình có thể dễ dàng tháo lắp khay, ăn uống thoải mái. Sau khi ăn chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, mang lại khay là vẫn enjoy một ngày của mình. Thật sự thì ban đầu mình cũng khá đắn đo với chi phí của Invisalign. Nhưng mà sau khi đã tham khảo hết những cái tiện ích mà Invisalign mang lại thì mình vẫn cảm thấy đây là cái phương án tốt nhất cho mình. Đặc biệt là bởi vì Invisalign có tính thẩm mỹ rất là cao, cho nên nó không có làm cuộc sống của mình xáo trộn. Và mình thấy đó là cái mà đáng giá nhất, với lại người ta nói là tiền nào của nấy, cho nên mình thấy rất là hài lòng với lại cái sự lựa chọn của mình. Mình nghĩ đó là từ có tính thẩm mỹ cao, đeo mà như không đeo, niềng mà như không niềng.